Một thân trực lắc uốn lượn đưa lên cao, để rồi không chịu được sóng gió của cuộc đời. Đó là dấu ấn của một điểm sẹo rất lớn, từ trên đỉnh buông xuống một cục như một hài nhi nằm ngửa. Và đó chính là xuất xứ của tác phẩm Thiên Sứ Bồng Con, xin được trân trọng giới thiệu với các bạn. Đây là mặt trước của tác phẩm Thiên Sứ Bồng Con với những điểm nu nần khá nổi bật, các đường co lắc hợp lý. Đường trải và dễ chảy xuống, vững chắc. Với kiểu dáng xây dựng phong tranh, hứa hẹn sẽ cho một tác phẩm hay khi hoàn thiện. Đây là mặt sau của tác phẩm, mời các bạn cùng theo dõi một lượt. Rất quái và dị phải không các bạn? Và đương nhiên, để tạo được một tác phẩm cần tiếp tục có sự chỉnh sửa. Sau đây, YouTube Cái Cảnh Phủ Quảng xin mời các bạn cùng tham gia chương trình xử lý tác phẩm Thiên Sứ Bồng Con.
Vâng, đúng là làm tất ăn cả thì nó hơi vất vả nhưng mà nó có cái thú riêng của nó các bạn. Em thì thực sự là làm đến phần này rồi thì cũng rất muốn là để cho cây nó được đứng ở trên trọng. Và cứ thế này là em ươm mủ luôn đấy, em trồng trực tiếp luôn. Em mà đá thì cũng... Vâng, thưa các bạn, sau một hồi ký đá, xin lỗi các bạn, có thể gọi đây phải gọi là kè đá thành công. Thì đây là cái hình ảnh mà tôi đã tiến hành là xử lý toàn bộ cái phần cây dưới này, giúp cho cây được đứng trên mặt chậu một cách chắc chắn nhất. Và sau này thì vừa mượn cái lực của phần kè đá này, và đồng thời cũng vừa mượn toàn bộ cái hệ thống bệ rễ trải từ trên xuống. Đây các bạn nhé, và để tạo ra thêm cái độ vững chắc, đồng thời là mượn các cái điểm như điểm này là điểm rễ xuống thì giúp cho cây tiếp tục đứng tốt hơn. Đây là toàn bộ cái phần bệ đá đã xử lý xong. Vâng, và cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành cái tác phẩm này, được đặt trên đá và chuẩn bị ươm mủ. Thế nhiều bạn nói rằng là như thế này thì cũng sẽ không sống được và cần phải ươm mủ bằng cát. Nhưng thực sự với các bạn là đối với cái sức của cái phôi này, tôi khẳng định với các bạn là tôi sẽ trồng trực tiếp phôi dưới này mà vẫn bảo đảm là cây sống. Trồng trực tiếp các bạn nhé, tức là tôi sẽ sử dụng đất và chấu tôi xử lý cho cái phôi này. Vâng, có thể nói là sáng tạo nó là không ngừng và mỗi người có một cái xu hướng sáng tạo khác nhau trên cái nền tảng cơ bản là những cái đặc điểm của phôi để cho chúng ta có những cái quyết định. Xin được gửi tới các bạn toàn bộ những cái hình ảnh mà YouTube cái ảnh phụ Quảng đã thực hiện đối với phôi dưới này. Và cũng mong rằng đối với các bạn sẽ có được những cái tác phẩm và cũng sẽ xây dựng được những cái tác phẩm của chính bản thân mình. Rất vui khi các bạn đến với YouTube cây cảnh Phục Quảng, và toàn bộ những ý kiến đóng góp của các bạn xin được gửi về YouTube cây cảnh Phục Quảng. Vâng, thưa các bạn, chết vì cân đường hộp sữa chứ cũng không phải chết vì tiền, và không có một cái khó khăn nào là ta không thực hiện được. Đây là hình ảnh mà cái phôi dưới các bạn đã xem, và đây là cái hình thức ươm mủ. Đây là toàn bộ cái phần mặt đất và chấu các bạn nhé, tôi đã ủ phía dưới. Ở phần trên này thì đây, rất đơn giản thôi, tôi sử dụng các cái tấm xốp để bao xung quanh và phủ kín sơ dừa cho cây. Hy vọng với cái cách làm không quá cẩn thận như này, cây sẽ phát triển một cách nhanh nhất để lại tiếp tục được giới thiệu với các bạn. Rất vui khi các bạn đến với YouTube cây cảnh Phục Quảng, và chúc các bạn đạt được những cái kết quả tốt đối với phôi của mình. Trân trọng cảm ơn các bạn.